Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan tuyên bố sau cuộc họp giao ban tại trụ sở sư đoàn 98 rằng trong một hoặc hai tuần qua, hàng trăm chiến binh và các thành viên cấp cao của Hamas đã bị lực lượng Israel bắt giữ ở Gaza và lời khai của họ đã làm sáng tỏ cuộc xung đột nội bộ trong Hamas. Họ thừa nhận rằng hamas đang sụp đổ từ bên trong gây hậu quả nặng nề quân đội israel đã nhắm mục tiêu vào các quan chức ở nhiều cấp độ khác nhau của hamas bao gồm cả các chiến binh trực tiếp đột kích vào israel lẫn những người chỉ đạo cuộc tấn công từ gaza ông galan khẳng định nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là vô hiệu hóa tất cả các chiến binh hamas hoạt động ở giải gaza đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của hamas và bắt giữ các thành viên chủ chốt của nhóm vũ trang palestine này trước đó quân đội Israel xác nhận đã bắt giữ hàng trăm chiến binh của các phong trào Hamas và Hồi giáo Jihad, bao gồm cả một số nhân vật cấp cao, phụ trách an ninh và chỉ huy quân sự, trong khi mở cuộc đột kích vào al Shifa, bệnh viện chính của Gaza. Chuẩn tướng Daniel Hakari, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, trong số những người bị bắt giữ, có ba chỉ huy quân sự cấp cao của phong trào Hồi giáo Jihad, các chỉ huy và hai nhân vật cấp cao của Hamas chịu trách nhiệm về hoạt động ở bờ Tây cùng một số nhân vật phụ trách an ninh nội bộ của Hamas. Ông Hagari cho biết trong cuộc đột kích này, hơn 500 người đã bị bắt giữ, trong đó có 358 thành viên của phong trào Hamas và Hồi giáo Jihad. Đây là con số lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần 6 tháng. Mặt khác, hiện nay bất chấp sự lên án và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết đã phê duyệt một kế hoạch hành động cho đợt tấn công mới vào thành phố Rafah, miền nam Gaza đồng thời tuyên bố quân đội israel đã chuẩn bị cho việc sơ tán dân thường và cung cấp hỗ trợ nhân đạo ông netanyahu một lần nữa khẳng định quyết tâm tấn công rafah nhấn mạnh rằng hoạt động sắp diễn ra là hoàn toàn cần thiết để đạt được chiến thắng trước hamas ông nói điều này tức là chiến dịch sẽ mất thời gian nhưng nó sẽ được thực hiện chúng tôi sẽ tiến vào rafah và loại bỏ các tiểu đoàn hamas ở đó Lý do đơn giản là sẽ không có chiến thắng nếu không tiến vào Rafah và loại bỏ lực lượng Hamas. Theo đài CNN, ông Netanyahu nói rằng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào Rafah vì sự tồn tại của đất nước đang bị đe dọa. Vừa qua, khoảng 100.000 người đã tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel ở thành phố Jerusalem để kêu gọi thủ tướng Benjamin Netanyahu và chính phủ từ chức. Truyền thông Israel cho biết đây là cuộc biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất tại nước này kể từ khi xung đột nổ ra ở giải Gaza hồi đầu tháng 10 năm 2023. Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ và hô các khẩu hiệu yêu cầu Thủ tướng Netanyahu cùng nội các lập tức từ chức, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử và thành lập một chính phủ mới có khả năng tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Mới đây nhất, những người biểu tình đã dựng hơn 100 chiếc liều lớn bên ngoài tòa nhà quốc hội, cho thấy quyết tâm theo đuổi kế hoạch biểu tình gây sức ép lên chính phủ. Nhiều lãnh đạo phe đối lập tại Israel đã tuyên bố ủng hộ chiến dịch biểu tình coi đó là hành động cứu quốc nhân dịp này các lãnh đạo đối lập cũng đưa ra nhiều phát ngôn mang nội dung công kích mạnh mẽ nhằm vào thủ tướng netanyahu trước cuộc biểu tình hàng chục nghìn người tại nhiều thành phố lớn của israel cũng đã tiến hành biểu tình với cùng mục tiêu gây sức ép lên thủ tướng netanyahu và nội các về phần mình bất chấp sức ép từ phe đối lập và người biểu tình thủ tướng israel netanyahu tuyên bố sẽ không tiến hành tổng tuyển cử trong bối cảnh hiện nay theo người đứng đầu chính phủ israel tổ chức tổng tuyển cử lúc này là không phù hợp và chỉ có lợi cho Hamas. Trước đó, dẫn lời một quan chức cấp cao đảng Likud giấu tên, hãng Inet đưa tin Thủ tướng Netanyahu sẽ không thể giữ quyền lực một khi quân đội nước này kết thúc chiến dịch chống Hamas ở Gaza. Kết quả nhiều cuộc thăm dò dư luận đã chứng minh tỷ lệ tín nhiệm đối với Thủ tướng Netanyahu và đảng Likud của ông đã giảm sút kể từ khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hồi tháng 12 năm ngoái, dẫn kết quả khảo sát, Viện Dân Chủ Israel tuyên bố, hơn 2 phần 3 người Israel muốn cuộc tổng tuyển cử được tổ chức ngay sau khi xung đột ở Gaza kết thúc. Thủ tướng Netanyahu ngay sau đó bác bỏ lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm, nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu, tức là vào tháng 10 năm 2026. Nhà lãnh đạo cho rằng sự chia rẽ chính trị nội bộ ở Israel sẽ ảnh hưởng đến cuộc xung đột chống Hamas. Tôi đề nghị chúng ta không nên quan tâm đến điều đó trong thời kỳ chiến tranh. Bầu cử là việc làm cuối cùng chúng ta cần lúc này. Trong một tuyên bố, Đảng đối lập Yesh Atid cho rằng thủ tướng Netanyahu không phù hợp với vị trí lãnh đạo đất nước và từ lâu đã đánh mất lòng tin của công chúng. Trong khi đó, theo nhiều nhà phân tích khu vực, áp lực từ chiến dịch biểu tình hiện nay có thể buộc chính phủ Israel phải linh động hơn trong tiến trình đàm phán để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ông Netanyahu và nội các thời chiến của Israel có thể sẽ thực hiện bước đi đầy rủi ro là mở chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza để giải cứu các con tin và đánh bại lực lượng Hamas như đã nhiều lần tuyên bố. Truyền thông Iran đưa tin cuộc tấn công mới của Israel vào thủ đô Damascus Syria trong ngày mùng 1 tháng 4 đã phá hủy một tòa nhà bên cạnh đại sứ quán Iran. Truyền thông Iran xác định tòa nhà là nơi ở của đại sứ Iran. Tuy nhiên, đại sứ Iran ông Hossein Akbari cùng gia đình không bị thương trong vụ tấn công này. Hai phóng viên AFP có mặt tại hiện trường xác nhận tòa nhà bên cạnh Đại sứ quán Iran đã bị san bằng tại một khu dân cư cao cấp của Damas. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh khẳng định tên lửa của Israel đã phá hủy tòa nhà bên cạnh Đại sứ quán Iran ở Damas, khiến nhiều người thiệt mạng. Những phóng viên của Reuters có mặt tại hiện trường ở Masjid nhìn thấy khói bốc lên từ đống đổ nát của một tòa nhà bị san bằng và xe cấp cứu đậu bên ngoài. Cuộc tấn công cũng khiến chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng. Theo Reuters, tòa nhà đã bị san phẳng, điều được mô tả là sự căng thẳng xung đột rõ ràng đáng kinh ngạc ở Trung Đông sẽ khiến Israel chống lại Iran và các đồng minh của nước này. Kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát bởi cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào Syria chống lại IRGC và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn. Cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 là lần đầu tiên Israel tấn công vào khu đại sứ quán rộng lớn. Lực lượng Quds là lực lượng tình báo quân sự và hoạt động độc lập của IRGC. Tướng Zahedi được cho là phụ trách các hoạt động của mình ở Syria và Liban. Một chỉ huy khác của lực lượng Quds, tướng Razi Mousavi, cũng đã bị giết ở Damas vào tháng 12 năm ngoái cũng bởi một cuộc không kích của Israel mà không được chính thức thừa nhận. Trong diễn biến liên quan, trước đó nhiều tên lửa Israel đã tấn công một tòa nhà dân sinh ở quận Kaf Susa tại thủ đô Damas của Syria. Quận Kaf Susa là nơi tọa lạc của các tòa nhà dân cư, trường học và trung tâm văn hóa Iran, cũng như nằm gần một khu phức hợp quy mô lớn được canh gác nghiêm ngặt và được các cơ quan an ninh sử dụng. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp. Tiếng nổ còn khiến trẻ em ở một trường học gần đó hoảng sợ và xe cứu thương đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Kể từ khi xung đột tại Syria bùng phát, quân đội Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào nước láng giềng, song hiếm khi thông báo về hoạt động này. Mục tiêu trong những đợt tập kích nói trên chủ yếu là vị trí các nhóm dân quân thân Iran và quân đội chính phủ Syria. Iran là nước ủng hộ chính cho Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài gần 12 năm ở Syria. Tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến bước căng thẳng đáng lo ngại sau cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành vào tòa lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damas của Syria tối mùng 1 tháng 4 khiến nhiều người thương vong. Trong các phản ứng ngay tức thì sau cuộc không kích, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động của Israel. Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria, Faisal Mekdad, Ngoại trưởng Iran Hossein Amira Amirabdollahian nêu rõ cuộc không kích của Israel vào cơ quan lãnh sự Iran là hành vi tội ác và là sự xâm phạm trắng trợn các quy định và công ước quốc tế. Cùng với cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả của hành động gây hấn, Ngoại trưởng Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có sự phản ứng nghiêm khắc với Tel Aviv. Trong khi đó, Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn bộ ngoại giao Iran, Nasser Kanani khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả thích đáng với cuộc không kích của Israel, đặc biệt đại sứ Iran tại Syria cảnh báo đòn giáng trả của Tehran sẽ là rất khốc liệt. Hồi tháng 1, Iran cũng từng cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công nhằm vào thủ đô Damascus của Syria. Theo truyền thông Iran, trong một phát biểu được phát thanh viên đọc trên truyền hình quốc gia Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công này. Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm thường xuyên chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như sự leo thang gần đây trong các cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Iran bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công mới nhất tại thủ đô Damascus của Syria vào thời gian và địa điểm thích hợp. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng khẳng định đây là hành động nhằm lan rộng sự bất ổn và mất an ninh trong khu vực. Theo thông báo của quân đội Syri, Israel đã tiến hành không kích từ khu vực cao nguyên Golan, chiếm đóng nhằm vào một khu dân cư ở Damas, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, làm sập hoàn toàn ngôi nhà và gây hư hại cho các kiến trúc bên cạnh. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố các lực lượng của họ đã hoàn tất chiến dịch quân sự kéo dài 2 tuần ở trong và xung quanh bệnh viện lớn nhất của giải Gaza, khu phức hợp Ansifa ở thành phố Gaza và đã rút khỏi khu này Cơ quan Y tế Gaza cũng nói rằng IDF đã rút xe tăng cùng các phương tiện khác ra khỏi khu phức hợp Ansifa và hàng chục thi thể đã được tìm thấy tại đó. IDF gần đây tuyên bố nhiều thành viên Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra trong và xung quanh Ansifa. Ngoài ra, theo Reuters, IDF tuyên bố đã giết chết một thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah trong cuộc không kích nhắm vào một địa điểm ở Liban ngày 31 tháng 3, xác định người này là Ismail Anjin chỉ huy trong đơn vị tên lửa chống tăng thuộc lực lượng Radwan của Hezbollah IDF đánh giá Anjin là nguồn kiến thức về tên lửa chống tăng và chịu trách nhiệm về hàng chục cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng nhắm vào dân thường, cộng đồng và lực lượng an ninh Israel. Trong khi một lực lượng dân quân ở Iraq mang tên kháng chiến hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng họ tấn công một mục tiêu quan trọng ở Israel bằng cách sử dụng vũ khí thích hợp, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.